Chào tất cả các bác, tất cả anh em trên toàn quốc nhá. Hôm nay bên em lại giới thiệu các bác mấy con máy, một con Suviva này, đời đầu này, một cục máy UEA 100 này, máy quá ngon luôn. Hai cục Dream Việt nhá, và một cục máy UE110 đời cao. Đấy, giá thì cũng hợp lý thôi. Thì anh em nào vừa xem kênh và đăng ký kênh nhá, anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em 3 số điện thoại nhá. Anh em kết bạn Zalo nhá. Mua hàng anh em cọc trước cho em 500, nhận hàng các bác thanh toán lốt. Rồi đầu tiên thì bên em loại máy lạ cũng có, anh em cứ nếu có nhu cầu hỏi thì anh em cứ điện trực tiếp cho bên em thì bên em sẽ chụp ảnh cho. Cục máy nào bên em có nhá. Đấy, anh em nhu cầu thì alo nhá. Rồi đầu tiên em giới thiệu các bác con cao 2019. Con này nhưng mà con này chạy cực ít nhé. Con này chạy đâu đó có tháo xuống 5.000 cây thôi. Nó rất là ngon. Con này là mã B34 giá 6 triệu. Cái này là hàng thì bên em đảm bảo với các bác là nó không khác gì máy mới nhé. Nó không khác gì máy mới cả. Máy móc rất là ngon. Đầu bò sáng quắc anh em nhìn này. Đấy. Đó, đầy đủ kèm theo hết dàn điện. Những cái con này thì báo luôn cho các bác là nó không khác gì máy mới cả. Nó đời 19 nhưng mà nó chạy cực kỳ ít nhé. Còn chưa hết cả rốt đa cơ. Đấy, con này nó làm kho nhiều. Anh em ưng được cục này thì giá tiền của nó là báo luôn cho anh em là giá 6 triệu đồng nhá. Có bớt cho các bác 100 vừa giờ còn 5 triệu 9 thôi. Máy móc kèm theo đầy đủ hết dàn điện. IC con nạp cần đạp con số treo khí dây điện IC con nạp đầy đủ nhá. Combo là giá 5 triệu 9 nha các bác nha. Đấy, anh em là những cái đầu bò 2 ốc nhá. Máy đầu bò 2 ốc như này thì anh em mới lắp được. Hoặc anh em lắp cho Dream lùn béo và đời cao nhé các bác nhé. Cái đời đầu bò 2 ốc này anh em về thay cái là xong, chạy rất là mượt luôn. Đây là form máy, bây giờ người ta cắt cái mẫu form máy này rồi nên là anh em tìm cái con này đời cao bây giờ nó cũng rất là nhiều nhá. IC con nạp dây điện đầy đủ gần như mới các bác nhé. Đấy, anh em ưng được cục này thì anh em có thể mua nhé. Rồi qua mã. Rồi tiếp theo giới thiệu các bác một con thứ hai ngày hôm nay là con Super Dream Việt. Đấy, con này thì máy cực kỳ chất rồi. Con này chạy đầu đó có 4 vạn này, 3-4 vạn này. Đấy, con này là V65 nhá, giá 7.2 triệu. Máy cực kỳ chất luôn. Con này thì đời 2011. Côn zin điện zin vách giữa chưa trẻ, củ đầy chưa thay, đầu bò chưa tháo. Rất là chia chất nhá. Đầu bò HVN33. Đấy, nguyên cờ đây các bác nhá. Máy anh em nhìn zin từng con ốc luôn. Máy sáng bóng luôn. Đấy anh em nhìn nhá. Không khác gì máy mới cả. Đấy, anh em mua về chỉ việc dùng thôi. Cái nước sơn nó hơi bị chóc một chút nhá. Hơi bị chóc một chút. Đấy, máy móc còn cực kỳ là chất. Kèm theo mang cá IC con nạp dây điện. Chế hoa khí đầy đủ hết anh em nhá. Kenhin xịn này. Đấy. Lọc gió mang cá đầy đủ hết nhá. Đấy, em quay chi tiết. Con này thì máy móc lỗ cực kỳ là êm nhá. Hàng có bảo hành. Anh em về nơi mà anh em bảo con này lỗ không ngon, không im thì hàng trả quay đầu cho em nhá. Thì em sẽ chịu toàn bộ cước luôn. Đấy, nói luôn các bác nhá. Thì em quay chi tiết là đầu bò HVN33 này. Đầu bò zin. Đấy, những con ốc hoặc là anh em nhìn này, nó không khác gì mới luôn. Đấy, không khác gì mới nha anh em nhá. Con này giá 7.2 triệu, em bớt nó còn 7 triệu này. V65. Đấy, cốt tải đẹp với không nó đẹp này. Đấy, gần như 100% luôn. Con này chạy rất là ít luôn. Côn zin điện zin vách giữa chia sẻ, đầu bò chưa tháo. Máy móc zin nguyên bản V65 giá 7 triệu nha các bác nha. Rồi tiếp theo em giới thiệu con thứ 3 ngày hôm nay. Đấy, con nào nó đầy đủ phụ kiện gì mà thì bên em bán đầy đủ. Thì con này là đời con này mã đời cao hơn một chút. Con này là 2012. Con này nước sơn hơi chóc một chút. Thì con này là giá 6 triệu rưỡi nha các bác nhé. Nhưng mà con này nó không có dàn điện. Con này không có dàn điện nha các bác nhé. Con này V66 giá 6 triệu rưỡi, em bớt cho các bác 200. 200 còn 6 triệu 3 nhé. Bao ship đây. Chế hoa khí của nó đây các bác nhé. Cần đạp quần số mang cá thôi. Lọc gió thôi. Đấy, còn dây điện thì cái người người ta bán cho em ấy thì người ta đã tháo đi rồi. Đấy, còn con này zin đét đẹp luôn. Đấy, con này nếu mà có dây điện thì nó phải thêm cho các bác vào 800.000 nữa nha các bác nhé. Dây điện nó rất là đắt. Đầu bò HVN40
Đấy, thì tất cả là hàng của em rất là đẹp. Con này, những con này đều là zin hết. Đấy, anh em nhìn này, từ những cái này trở đi đều là zin đẹp hết. Không cần phải đến những các bác thợ, mà đến những anh em nào mà anh em nhìn qua thì em chỉ qua nhìn một vài con ốc rồi đã biết đó là zin rồi. Đấy, thì có những cái là anh em không thể nào mà nhìn cái này test cái anh em biết đó là tháo rồi. Đấy, thế nhưng mà đặc điểm ở cái dòng như này thì côn thiếc là zin thiếc rất là ngon. Nhưng mà đặc biệt ở cái dòng phiêu neo nha các bác nhá. Thì ở giữa nó hay có đường keo này. Nhiều các bác không biết thì các bác bảo cứ bảo bổ máy rồi, thế nhưng mà khổ lỗi là nhà máy ra đã có đường keo rồi. Riêng cái dòng đầu bò bố đốc thì lại bao giờ cũng có răng, nhưng mà riêng dòng phiêu neo thì không bao giờ có. Đấy, hoặc là đời cao kia là không có, nó vẫn còn để cái đường keo các bác nhá. Đấy, con Dream Việt V66 giá 6.300.000 đồng, không kèm theo dây điện nha các bác nhá. Đấy, con này thì máy móc thì bên em vẫn cam kết là lỗ êm ngon, không có khói, máy cực kỳ chất luôn. Anh em cảm thấy ok được thì anh em mua nhá. Rồi, con này là V66 Super Dream Việt đời 2012, kèm theo phụ kiện như thế này, chế hoa khí, cần đạp, cần số, mà cá lọc gió nhá. Rồi, tiếp theo em giới thiệu các bác một con thứ tư ngày hôm nay là con Uy A100 đời 2015. Uy A, con này thì nói thật với các bác là nó cái thằng có khi thợ, đôi khi thợ nó bảo dưỡng nó kém thì nó tháo. Con này máy móc rất là sạch sẽ nhá. Con này giá em bán 4.500.000 thôi, nhưng mà nó lại tháo mất cái này ra, không biết là nó thay xác măng hay làm gì, nó tháo mất đầu bò. Chứ còn con này côn nó chưa chạm thì đầu bò không, chưa chắc là phải tháo, nhưng không biết nó tháo là vấn đề gì thôi. Nhưng mà con này thật sự các bác, nó máy nó lổ quá ngon, quá chất luôn, máy rất là sạch sẽ, khô đét luôn. Con này V67 nhá, giá 4.500.000 em bớt có 100, còn 4.400.000. Đấy, côn zin, điện zin, vách giữ dây trẻ đời 2015, nhưng mà đầu bò đã chạm nhá, anh em nhìn đầu bò vẫn là zin của nó nhá. Hơi con này không biết nó tháo ra vấn đề gì, chắc là nó hơi phớt khói hoặc là cái gì một chút thôi. Đấy, thì còn nó đã làm lại, nó thay quả hoặc là lên sắc măng thì nó rất là ngon rồi. Con này thì bao cho anh em mà lủ êm đét luôn, giá có 4.500.000, còn với bớt các bác còn 4.300.000 bao ship. Đấy, con này chế hoặc khí đây, ken hin xịn nhá. Đấy, đầu bò rồi mã miếc đời cao, rất là ngon. Con này thì anh em có thể lắp cho uây zin cúp pin lắp được hết nhá. Đấy, phun dàn điện này luôn. Đấy, phun dàn điện IC, con nạp, con đạp, con số, dây điện xịn nha các bác nhá, lọc gió luôn. Con này giá bao ship 4.300.000, bao ship cho tất cả anh em. Đấy, con nào ngon nhất là con này về thì anh em không phải suy nghĩ gì, quá ngon luôn, quá chất luôn. Rồi, con này là V67 giá 4.500.000 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo giới thiệu bác một con cuối cùng ngày hôm nay, đó là con Suzuki Viva đời đầu. Đấy, Suviva đời đầu hơi gang nhá. Thì nói luôn các bác là con này nó lổ rất là ngon, thế nhưng mà ngược lại là nó đã bị chạm rồi. Đấy, củ đề thay nhá. Đấy, cái dòng đời đầu nó hay có cái này này. Đấy, và con này thì nó trông hơi bẩn đấy thôi, thế nhưng mà con này là hơi nó đã vào thay sắc măng, hơi bẩn nhá, chứ còn là hơi của nó vẫn là hơi xịn. Con này là Suviva 4 số tròn này anh em nhá, Suviva 4 số tròn, không phải số cập kênh nhá. Đấy, 4 số tròn. Thì con này nó là phần côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, nhưng mà đầu bò đã tháo nhá. Đầu bò đã tháo, hơi gang. Con này đời đầu là hơi gang các bác nhá, còn nếu mà đời sau ấy, thì nó sẽ là hơi nhôm một chút. Đấy, và giá tiền thì nó cũng rất là rẻ thôi. Con này V69 bình thường em bán 2.000.000, ngày hôm nay em bán cho các bác 1.700.000, 1.700.000 bao ship nhá, 1.700.000. Đấy, rất là ngon rồi. Đấy, máy móc sạch sẽ. Và một anh em thay côn sang con xe của mình này, hơi này, chế hoa khí này, đầu bò, đầu biếu này, vách số, vách máy. Có nhiều các bác vỡ cả cái lốc bên điện này, hoặc là lốc vỡ bên côn. Có 1.700.000 bạc thôi. Nếu mà anh em ra thợ nhá, là anh em sửa những cái phần này, các bác sửa phần này là các bác đã mất tiền 1.000.000 rồi. Đấy, cái vì cái dòng Viva là nó không phủ sóng nhiều như Honda mới lại Dream, Uy, nên là nó rất là đắt. Đấy, bình thường anh em mang ra thợ rất là đắt tiền nha các bác nhá. Đấy, còn anh em mua mà đã chịu khó chơi cái dòng này thì anh em mua một con này có 1.700.000 về anh em thay thế rất là ngon. Anh em thợ cũng được mà anh em dân cũng được.
Đấy, còn anh em nhớ đăng ký kênh nhá. Sau có video là hay thì anh em có thể xem được. Đấy, thì bên em có rất là nhiều các loại máy Sirius, Oezim, Cookwin đầy đủ hết để các bác lựa chọn tham khảo nhá. Rồi, em muốn rất là nhiều máy nhá. Thì mỗi hôm em giới thiệu tầm chục con máy thì anh em có thể tham khảo lựa chọn nhá. Rồi, chào tất cả anh em cùng tất cả các bác.